Chào các bạn nhá. Bây giờ là 6 giờ 19 phút thứ ba ngày 17 tháng 11. Tức là ngày mùng 3 tháng 10 năm Canh Tý. Thời gian gần đây rất nhiều bạn phản ánh vấn đề phun HPC không hiệu quả. Thì hôm nay mình sẽ lại làm lại vậy. Bởi các bạn cũng chẳng hiểu các bạn phun nó kiểu gì. Mấy hôm nay mình không thể làm nhiều cây nữa, quá tối rồi, vừa các bạn vừa chia sẻ xong rồi các bác các anh em cứ chia sẻ phun nó chẳng hiệu quả gì cả. Vậy hôm nay mình lại làm lại. Hôm nay mình sẽ làm cái bình này là 1,5 lít. Đây mình lấy 1 lít nhá. 1 lít mình lấy 1,5 ml, 1 lít ở đây thôi. Đây. Mình chỉ pha vài phun vài ngọn thôi. Đấy, được 1 lít rồi. Đây này. Rồi, hơn 1 lít tí rồi. Đây, đen đen các bạn nhìn thấy không nhỉ? Đấy, nước đấy, đen đen đấy các bạn nhìn thấy không? 1 lít. Mình pha 1,5 ml nhé các bạn nhá. Đây hôm nay mình sẽ dùng cái HTC nhá, đại ngàn mới. Mình pha 1,5 ml. Tất nhiên khi chúng ta phun cả cái vườn, phun cả cây nó khác. Còn bây giờ mình phun chỉ có 1,5 ml phun cho một cái mấy cái ngọn thì nó không thể hiệu quả bằng được phun cả cây, bởi cả cây cả bầu không khí ảnh hưởng. Đây phun một ngọn thì nó sẽ không được, nó chỉ riêng cái ngọn thôi cho nên ảnh hưởng sẽ không kém hơn. Thì mình phun xem các bạn xem nào. Mình sẽ phun 1,5 ml. Ôi trời. Đây mình lấy hẳn cái này đo chính xác này đây. Hết sạch nước. 1,5 ml ở đâu đây? 2 ml. Ôi trời ơi, cái này nhỏ lắm. Đây là 2 ml này, 1,5 ở đây. Đây nha, mình lấy lên 1,5. Đây. Các bạn nhìn này. Mình cứ lấy nhiều xong mình bơm mất đi. Đây, ui chưa được 1,5. Đây là 2 này. Bơm đi. Đấy, đúng 1,5 ml các bạn ạ. Đây. Các bạn nhìn nhá, 1,5 ml. Rồi. Ôi rồi. Nó sâu quá. Mình phun một cái lá non non như là bánh chè. Mình lá khá bánh tẻ xem như nào nhé. Nếu như mình phun cả cây thì nó sẽ ảnh hưởng rộng hơn. Bởi vì cả cây dù sao cây nó cũng di chuyển ít nhiều. Bây giờ mình phun 1 lít cho mấy cái ngọn thì sẽ không hiệu quả bằng cả cây. Tuy nhiên mình chỉ phun đúng 1,5 ml thôi. Các bạn xem như nào. Hôm nay là ngày 17. 5 ngày nữa mình phun, mình kiểm tra. Vậy 5 ngày nữa chính là ngày 22 tháng 11. Hôm nay phun sau lập đông 10 ngày. Ôi, cái này kém rồi. Hỏng rồi. Bởi vì các bạn phun chẳng thiếu phun kiểu gì mà phun thậm những người phun đến đạt hơn cả mác người ta mà còn chẳng chết mình chịu. Bây giờ mình đi mình phụ mình quay cái cây mình phun. Được rồi. Mình chỉ phun 1,5 ml cho 1 lít nhá. Đúng 1,5 ml cho 1 lít. Không phun đậm hơn. Mình sẽ phun một vài cái ngọn cây, à một vài cái ngọn trong tán thôi. Bởi trong đấy là thời gian trước mình tỉa vứt đi rồi, mình không cần. Nó thấp quá. Bây giờ nó lại nhú tiếp. Đó là cái cây ngay cạnh cái cây vải tháng 3 ngay cạnh nhà mình thôi. Đây. Các bạn nhìn rõ nhá. Đây này. Ở cạnh cái cây mình chặt vứt đi. Mình tỉa. Cái lộc này là trước mình đã vặt đi rồi nhá các bạn nhá. Bởi trên này mình tỉa đây này. Đấy, lộc bây giờ đang ban này rồi. Như thế này mình vặt đi bữa nó mọc. Mình sẽ phun
thật đẫm cho mấy cây này, các bạn xem sang năm à, sang một thời gian nữa như thế nào nhá. Ui, một tay cầm điện thoại không kéo này lên được. Thôi mình cứ phun. Đây, phun đẫm nhá. Đấy. Bây giờ mình chỉ phun cho mấy cái ngọn này xem các bạn xem nào, sao các bạn phun nó không dụng được kiểu gì. À, tiện thể mình phun cái lọc nó tương đối già một tí nữa. Tất nhiên bây giờ phun một cái mấy cái lọc này thì sẽ không hiệu quả bằng mình phun cả cây. Thôi mình lấy một chân mình đè vào mình rút cái này lên, không thì khi chúng ta phun cả cây nó chịu. Thì bây giờ mình phun mỗi ngọn này thì cả ngọn mỗi ngọn nó chịu thôi, cây khác này chuyển sang không được. Như sao mình phun để các bạn xem. Còn đặc điểm bây giờ trời quá ẩm, mấy nay mưa dầm mưa dè, mấy nay mưa dầm mưa dè các bạn ạ. Vậy thời tiết hanh khô thì chúng ta phun thấp hơn, còn thời tiết ẩm ướt chúng ta phải phun cao hơn, nhưng mình chỉ phun 1,5 ml. Sản phẩm này là sản phẩm H đây, sản phẩm cái lá này nữa, lá bên kia hơi to. Sản phẩm này sản phẩm HTC. Các bạn xem nhá, mình phun thật đẫm xem thời gian như nào. Không sao các bạn, các bác phun cứ mang cái bình đeo lưng phun cho hàng trăm cây. Đây cả lá này khá rộng nhá. Nếu như 1,5 ml lá này sẽ không rụng đâu, nó chỉ rụng trên này. Cái này phun 2 ml mới rụng. Nhưng mình phun thật đẫm cho các bạn xem. Đây, mình phun tưới cho thật đẫm vào. Đấy các bạn nhìn thấy rõ chưa? Đấy, phun trên, phun dưới, phun ngược, phun xuôi. Nhiều người phun còn cao hơn, có bạn phun còn chia sẻ là 100 ml cho bao nhiêu lít đấy, phun đậm đặc quá. Thế này cơ mà phun xong rụng hết cả lá già chứ nói gì đến nhiều quá. Thừa quá nhiều nước. Đây mình phun thật đậm nhá. Thì hôm nay trời đã tạnh mưa hơn ở Lục Ngạn mình. Mưa từ tối thứ bảy, ròng rã chủ nhật sang thứ hai. Hôm nay thứ ba trời đã hửng lên, tuy nhiên vẫn có từng giọt mưa. Và được nốt ngày nay, ngày mai, ngày kia lại có thể lại mưa ẩm. Nhưng thời tiết này, nhiệt độ từ 22 độ trở lên đến 29 độ, cực kỳ thuận lợi cho quá trình ra lập của các loại vải. Trên thời tiết này, ví dụ mấy cây này mình vừa mới tỉa các bạn ạ, đây này. Hôm nọ mình tỉa lọc trong tán đấy, ở dưới gốc này nó quá gần, mình vừa tỉa xong nó lại tiếp tục nhú lọc đây này. Cho nên có nhiều video các bạn chia sẻ là làm lọc mùa đông nó khó quá, lọc muộn nó khó quá, nào thì ảnh hưởng gió, gió phun vào mặt ra, rồi đu trò cả. Tại sao mình làm lọc đây đây? Cùng một cái lần trên này nhé các bạn nhìn này, là hôm mùng 6, mùng 7 mình mới tỉa, mùng 6, mùng 7 tháng 10 mình mới tỉa. Và mùng 9 mình mới phun tháng 10. Vậy là hôm nay là 17. Vậy là chưa được 40 ngày. Vậy mình đã xong một lần lọc rồi. Trong gốc mình tỉa vứt đi, bây giờ lại nhú tiếp lượt thứ hai này. Đây các bạn nhìn này. Và trong này mình vặt vứt đi, kia cành bên kia cũng thế. Hay tiện thể thuốc còn nhiều quá, mình phun cả cành bên kia xem nào nhá. Chắc chắn 1,5 ml. Cho 1 lít thì nó không thể dụng cái lá già kia đâu. Lá sẽ nhanh bánh tẻ, tiện thể phun luôn. Đằng nào cái lá kia mới nữa bị vặt. Đây phun đất đẫm này các bạn nhìn này, phun cháy như là mưa thế nào. Đây phun nốt cây bên lá bên này. Lá này thì chắc chắn không dụng, cái này thì không dụng được rồi. Cái này lá ban còn dụng cái gì, nhưng mình cứ phun nhá, xong các bạn xem sau thế nào nhá. Lá đang vàng, bởi vì lá này mình vặt đi mà dưới gốc. Chắc hôm nay mình tỉa mình sót cái này các bạn này. Đó là tỉa xong nó nhú ở trên này này, lọc trên này nó đã ban này rồi các bạn. Đấy, lọc bên này ban rồi. Thôi mình tắt cái đèn pin đi nhỉ, đằng nào cái đèn flash này cũng đủ sáng. Ấy, nó vẫn đủ sáng mà. Vẫn còn một tí thuốc thì mình đổ vào đi nhá, phun thật đậm lá này. 1 lít, nhiều quá. Phun mãi chẳng hết. Ở đây, cái con ngọn bên này nữa. Phun nốt ngọn này. Ngọn này là mọc sau lá này đấy, được chưa? Mình vặt đi rồi bây giờ vẫn nhú này cơ mà. Chính tỏ thời tiết này cực kỳ thuận lợi cho gia lộc các bạn ạ. Thôi đằng nào cũng phun phun hết cái bạt trên này đi. Còn thừa nhiều thuốc lắm.
Đây mình phụ lấy cái bàn này nhá. Đằng nào cũng chẳng lấy lấy lọc nó làm gì cả. Nhiều quá, phun mãi không hết. Đây phun nốt cái ngọn này đi. Phun hết cái ngọn ở thấp. Ngọn này khá ban rồi. Phun trên xuống dưới lên thế nào? Phun nó ướt như tắm cho nào. Anh em các tỉnh khác chúng ta xem người Lục Ngạn mình phun được bằng máy nén đi. Phun rào 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 như mưa ấy, phun ướt đẫm. Cái này nó rẻ thôi, có đắt gì đâu. Cái này là cái chốt rồi, chúng ta phun lướt lướt qua. Nếu các bạn mà phun thuốc sâu, phân bón lá thì các bạn không phát hiện. Khi nào các bạn thử phun cái vôi ấy, thì chúng ta mới phát hiện mình phun có ẩu hay không. Khi chúng ta phun nước, chúng ta chẳng biết đâu dính, nhưng mà chúng ta phun vôi xong. Cái ưu điểm của vôi đó là màu trắng, bóc đồ ấy, chúng ta pha vôi, vôi bột, chúng ta phun ấy. Chúng ta phun lên, chúng ta biết ngay là chỗ nào không phun. Thậm chí mình phun đi, phun lại, phun lại, phun đi, nhưng mà cuối cùng, cái vôi nó nhìn thấy màu trắng, thế là cái lá vẫn xanh, chín đỏ, lá đấy phun chưa kỹ. Nếu mình phun thật kỹ các bạn xem nhé. Đây nước giọt như mưa chưa? Đấy. 1 lít đấy mà. Mình phun cả gốc cây này rồi. Các bạn xem như thế nào. Có dụng không, không dụng. Năm ngoái mình đã làm thí nghiệm các bạn xem rồi. Nhiều bạn bây giờ vẫn bị như thế. Đấy. Vẫn tại sao không phun không hiệu quả. Thì mình bó tay rồi. Các bạn vừa khoanh. Lại vừa phun. Thế mà vẫn ra lọc. Năm ngoái mình phun 2 ml mùng 1 tháng 10, 5 ngày sau nó rụng. Thôi mình kệ đấy nhá, mình chẳng phun hết nữa đâu, phun mãi rồi. 1 lít nó có mấy gốc này nhiều quá. Thôi mình vứt đây nhá. À các bạn chia sẻ là vải u hồng khoanh 2 ml. À quên, xin lỗi. Vải u hồng chúng ta khoanh 2 2 3 ml nhỏ quá các bạn ạ. Đây, cái vải tháng 3 mình đây, mình khoanh đến 4 ml, 4 5 ml. Cái này là nốt khoanh nhỏ nhá. Còn bây giờ mình hôm nọ mình đã làm cái nốt khoanh to hơn rồi. Có chỗ mình khoanh cả phân ấy. Mình khoanh chỗ u với vải tháng 3 từ 5 đến 7 8 ml. Hôm nọ mình chia sẻ video đây, mình đứng đây mình khoanh cây này đây. Các bạn nhìn đây. Cái nốt này nó bao nhiêu đây? Để là ngón tay này các bạn ạ, đây này. Thì cái này là tầm 7 ml chứ nhở. Còn có chỗ mình khoanh bị trượt đấy. Nó rộng có chỗ một phân ấy. Các bạn so sánh nhá. Như này. Đây là cả ngón tay út vào đây này. Đấy. Các bạn khoanh mịn quá, tại sao không ra lọc? Thì mình khoanh đây. Mình làm bao nhiêu năm rồi? Đây là vải tháng 3. U hồng vừa rồi mình đều khoanh hết. Đây. Đấy. Sao đâu này, đúng 1 ml. Các bạn bảo ngoài Bắc mình mà khoanh đến 5 7 ml cây chết, mấy cây chết thì cây này chết từ lâu. Còn năm ngoái mình khoanh đây, mình đứng ở cái cây bên này đây, mình quay đây. Đây là cái nốt năm ngoái mình khoanh đây. Nó liền đây, này còn cục đục cục to đùng này. Thế đấy, có sao đâu. Mà mấy cái vải này, mấy cái vải tre nhà mình năm nào chẳng sai chĩu sai chịt. Thôi mình ra mình cất cái kia không mấy nữa lại quên tính hay đáng trí. Hai em nữa chẳng biết đâu một lần. Lại bắt đầu rồi. Không phải vẫn đây à? Trời, đúng là đáng trí ở đây đây. Hôm nào mình xem cái đấy nha, năm hôm sau. 22 tháng 11 mình xem lại như nào. Thôi mình dừng video đây. Còn chưa cả tắm rửa, bây giờ là 6:37. 37, 32 à? 6:33 phút rồi. Video mình làm được hơn 14 phút rồi. Mình cảm ơn các bạn xem video nhá. Cất đi. Chúc các bạn buổi tối ăn cơm ngon miệng, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Bây giờ mình mới đi tắm đây. Và mình đang xong mình tắm.